Đấy các bạn xem, cho gà ăn xong là chơi em chi đây này. Chiều đến rồi, hai chị em đang làm gì đấy? Hai chị em chào các bạn đi. Bây giờ hai chị em đi lấy cám nhá. Cả nó đang về đòi ăn đây này. Ừ, đi lấy cám nữa con. Em đi cần gần đầu quá. Thế nào mấy chị gọi Cúc Cúc về đi, nó đang ở ngoài chứ kìa. Chị mình cái này đang làm gì đấy? Chị ơi, chị quay ra cho nó ăn chứ, con đi đuổi làm gì gì? Cúc 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 Cúc. Cả trai rất là khôn nhỉ. Các bạn ơi, chim mới nổ đấy. Các bạn có muốn đi xem không? Ừ, ngân hàng lấy cho các bạn xem đi. Đàn gà chip đi. Nào các bạn. Gì đây chị ơi? Đàn gà mới nổ. Cái gì đấy con? Ui. À, hóa ra đàn gà chip mới nở đúng không? Chip kìa. À. Thả ra cho nó ăn đi con. Ờ. À, gà chip đâu? Ồ, đẹp nhở. Ui, đàn gà kia nó về nhiều rồi các bạn ơi. Gà nhà mình về nhiều dã man luôn. À. Các bạn ơi, để hai chị em Ngân Hà với Quỳnh Chi bắt gà siêu không? Mình sẽ bắt con gà này ra đây nhá. Ừ, bắt cho ra xong là con quái ra cho nó ăn nhá. Chị ơi, con quái cám cho nó ăn. Ui. Đàn gà chip này. Ui, nó ăn rất là siêu luôn. Quái từ từ thôi con ạ. À. Các bạn ơi, gà như nà này. Chị ơi, đồng thế. Đang gì đây? À, em chị bảo là hết cám rồi. Đi ngân hàng dẫn cho các bạn đi xem nào. Đây này các bạn ơi, nhờ con trứng ăn con đây này, thịt con nữa đấy. Đấy các bạn xem, vừa lấy ngân hàng cho các bạn xem là đang ăn con đấy nhờ. Và nó cũng không chịu ra. Ờ, nó ở trong đấy thôi. Đây này. Gà chip đi này. Thích không? Ai chị em cứ toàn thích bắt gà chip và cho vào trong âu cám để làm gì đấy? À. Con bắt vào xong là con được cho vào hộp nhá. Thả vào hộp đi con.
thả vào hộp. Đấy. Không, cái em chứ. Rồi, con thả vào đi. Ừ, con cất đi. Em chi hộ chị B nào. Hai chị em khiêng nhá. À, chị cầm cám cho. Đồ cám kìa. Cất đi con. Con ơi, thả cá choi mình đi đi. Ờ, sao cô đang đi được ra đây nhỉ? Con ơi, về đây nào. Em chỉ đang đi đuổi đàn vịt kia. Làm gì đây? Chuyển nó vào chuồng à? Cho nó vào chuồng đi. Cho nó vào chuồng nhá. Ái da, giờ này đuổi siêu nhờ. Rồi à. Cái đàn gà nhà mình nó đi đâu rồi? Thế à. Hai chị em chào tạm biệt các bạn đi. Tạm biệt các bạn. Hẹn video lần sau nha. Ừ, cái nhà đi nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo nhé. Bye bye.